Xin chào mọi người. Mình sẽ nói lại một chút về cái vấn đề là các cái quy ước để sử dụng đàn guitar. Về cơ bản để chơi guitar ta sẽ có hai thứ. Thứ nhất là ngón bên tay trái là ngón bấm, tay phải là ngón gảy. Thế người ta phân biệt nó, người ta ký hiệu nó như nào? Thì đối với ở bên tay trái người ta sẽ ký hiệu từ ngón tay cái trở đi, chúng ta là ngón T 1, 2, 3 và 4. Với bên tay phải thì gọi là P, I, M, A và C. Việc ký hiệu này giúp chúng ta về sau biết này, khi nào mà ta nói số 1 thì chắc chắn là ngón trỏ ở bên tay trái, nhưng mà khi nào mà ta nói ngón Y thì chắc chắn ta sẽ biết ngay là đây là ngón trỏ bên tay phải. Đó là sự phân biệt. Chỉ cần nói đến số phát hay là nói ký tự phát là biết ngay. Đấy. Tiếp theo nữa là thế tay. Thế tay thì nói về cái cây đàn này thì chúng ta sẽ có cái thế tay ở đây là không, không cần bấm gì cả. Tiếp theo ngón 1, thế tay 1, thế tay 2, 3, 4. Thì thực ra đó chính là cái ngăn đàn thôi, số lượng ngăn của đàn. Với cả cái đàn guitar dây ni lông này, ta sẽ có đây là 19 ngăn. Với cả những cái cây guitar mà nó đặc biệt một chút, nó sẽ có 20 ngăn để chơi những cái bài đặc biệt. Còn đối với ở cây guitar mà dây inox ấy, của các bạn ấy, dây acoustic ấy, thì nó sẽ có khoảng tầm 22 ngăn. Đối với cây guitar điện nó sẽ khoảng 24 đến 25 ngăn gì đấy. Nói chung là tùy. Cái số lượng ngăn này thì không, mình không dùng nhiều đến đoạn đấy đâu. Tiếp theo nữa là ký hiệu thăng và giáng. Thăng là đi lên, giáng đi xuống. Đấy đó. Trưởng thứ thì là nó sẽ là tính chất sáng tối cũng mềm như vậy. Nó cũng giống như là giống đực và giống cái thôi, nó không có cái gì đâu. Đấy, thì về cơ bản của cái phần các cái ký hiệu. Ví dụ